Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đầu ra bị nghẽn, bị thị trường từ chối thì xem như cửa tử đang chờ VinFast. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã xuất sang Mỹ 2 lô xe điện. Lô thứ nhất thì xuất vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại cảng MPC Port Hải Phòng với 999 chiếc xe. Báo chí thông báo là VinFast có đến 65.000 đơn đặt hàng đối với VinFast 8 và VinFast 9 trên toàn cầu, một con số vô cùng lý tưởng. Có lẽ với lô hàng 999 chiếc xe này thì chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu của thị trường thế giới. Lô thứ nhì là vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, VinFast đã xuất 1.800 chiếc xe VinFast 8 cũng tại cảng Hải Phòng. Như vậy, tổng cộng cho đến nay, VinFast đã xuất sang thị trường Bắc Mỹ một số lượng xe làm tròn là 2.800 chiếc. Đây là một số lượng khá khiêm tốn so với nhu cầu của một thị trường lớn nhất thế giới này, cũng khiêm tốn so với số đơn đặt hàng theo báo chí nhà nước công bố. Xuất sang Mỹ 2.800 chiếc nhưng chỉ có 128 chiếc đăng ký lưu hành. Nhưng thực tế cho đến nay có thể khẳng định rằng con số 65.000 đơn đặt hàng là con số không đáng tin cậy, nó là con số ảo. Bởi đến nay đã 7 tháng kể từ khi VinFast xuất lô hàng đầu tiên thì số lượng xe được xác định là đang lưu hành chỉ có vẻn vẹn 128 chiếc. Tuy nhiên, theo thông tin thì những người sống tại Mỹ cho biết thì 128 chiếc xe này chỉ là những chiếc xe mà VinFast làm dịch vụ cho thuê chứ không phải bán được. Vậy thì đến giờ VinFast vẫn chưa thực sự bán được chiếc xe nào cả. Thị trường Mỹ là thị trường to lớn mà VinFast chỉ mới xuất được đi 2.800 chiếc mà đã có dấu hiệu bị nghẽn lại. Thị trường quyết định số phận doanh nghiệp, có thị trường thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được, còn bị thị trường từ chối thì xem như đấy là hồi chuông báo tử cho doanh nghiệp. Có người nói rằng sau 7 năm mà chưa bán được chiếc xe nào thì xem như thị trường Mỹ đã từ chối xe của VinFast. Bài toán xâm nhập thị trường Mỹ xem như càng ngày càng khó cho VinFast và ông Phạm Nhật Vượng. Bị báo chí Mỹ chê thì xem như việc mở rộng thị phần trên đất Mỹ của VinFast đã vấp phải một tảng đá rất lớn. Xe VinFast bán với giá rất cao. VinFast 8 Plus trên thị trường Mỹ có giá lên tới 48.000 đô la, trong khi xe của Ford chỉ có giá 43.000, Volkswagen của Đức giá 41.000, Hyundai giá 39.000. Nếu là người Mỹ, người ta sẽ chọn mua VinFast hay mua xe của những thương hiệu lớn kia? Giá cao, hậu mãi kém, chất lượng thì tồi là những gì mà người Mỹ phản ánh về xe VinFast qua một loạt các bài báo đánh giá. Đã không có thương hiệu, chất lượng không đạt mà lại bán giá cao thì chẳng khác nào tự sát cả. Không biết ông Vượng tính bài toán này như thế nào mà ông cho VinFast bước chân lên thị trường Mỹ với hành trang tồi tệ đến như vậy. Việc để cho báo chí đánh giá thấp thì xem như cửa xâm nhập thị trường Mỹ đã đóng lại với thương hiệu ô tô đình đám của Việt Nam. Không biết ông Phạm Nhật Vượng có được chiến lược gì để mà có thể hóa giải được khó khăn này hay không. Vấn đề quan trọng nhất là chất lượng phải làm sao cho thị trường chấp nhận được, chứ không cải thiện chất lượng thì làm sao thuyết phục được người dân Mỹ tới mua xe. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, VinFast cho biết đã chuẩn bị để khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp xe điện trị giá 4 tỷ đô tại Bắc Carolina, Mỹ vào tuần tới nhằm mở rộng hoạt động tại thị trường ở Mỹ. Được biết, công ty VinFast đã công bố kế hoạch về việc xây nhà máy tại Mỹ từ đầu năm ngoái và quá trình sản xuất xe sẽ bắt đầu vào năm 2025, là muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Xe thì bán không được, nhưng tiền thì vẫn đốt rất nhiều. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp tại phía Bắc Carolina tại Mỹ. Nhà máy này rộng khoảng 733 hectare với công suất 150.000 xe trong giai đoạn 1, bao gồm cả khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào nhà máy trong giai đoạn này. Bài toán xâm nhập thị trường chưa giải xong, mà xây nhà máy thì đấy chỉ là việc đốt tiền mà thôi. Chỉ với 2.800 chiếc xe mà đã không có cách nào tiêu thụ cho được, thì khi xe xuất xưởng tại Mỹ chẳng lẽ đem tống vào kho cất tiếp hay sao? Bài toán sản xuất xe của VinFast tại Mỹ giờ đây chưa được tia sáng nào. Phần thị trường thì cũng chỉ ở mức số 0 tròn chỉnh. Phần gọi vốn thì cũng đang gặp trục trặc không nhỏ. Chúng ta hãy cùng chờ xem VinFast sẽ tìm kiếm dưỡng khí để tồn tại như thế nào trên đất Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đầu ra nghẽn bị thị trường từ chối thì xem như cửa tử đang chờ VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 7 năm chiến dịch tự cắt của ông Tổng, nhưng đảng chỉ cắt được có lông. Vào năm 2016 là mốc toàn thắng về chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy là cột mốc mà ông Trọng loại được đối thủ chính trị lớn nhất đời ông ra khỏi vũ đài tại Việt Nam. Và thêm 2 năm sau, ông Tổng đã dọn sạch được nhóm tạo phản. Từ năm 2016 trở đi thì thế và lực của ông Tổng Bí Thư là vô đối trong đảng. Không còn đối thủ nào có thể sánh bằng ông cả. Trước ông Nguyễn Phú Trọng thì có ông Nguyễn Tấn Dũng là một người có ảnh hưởng mạnh đến Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng không dùng lợi thế chính trị để gây danh tiếng bằng chiến dịch chống tham nhũng, mà ông dùng nó để kiếm tiền. Trong đó, con gái duy nhất của ông Dũng đã hưởng lợi không ít từ quyền lực của người cha nổi tiếng. Có lẽ nên hiểu từ ta trong câu nói của ông Trọng là phe ta thì đúng hơn. Làm chính trị là phải biết lồng mục đích chính trị vào chiêu bài nào đấy. Sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dọn cỏ, bởi chỉ cần một sự lơ là nào đó thì những mầm mống được cho là cây cỏ sẽ lớn thành cây cổ thụ lúc nào không hay. Và đó là lý do để chiến dịch đốt lò ra đời. Chiến dịch này chỉ cách lặp lại những gì mà chính ông Tập Cận Bình đã làm bên Trung Quốc mà thôi. Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ năm 2016, khi đó ông Trọng nói rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Từ ta trong câu nói của ông Trọng ngụ ý là đảng ta. Tuy nhiên cho đến nay, nhìn lại từ những gì ông Trọng đã làm thì từ ta trong câu nói ấy phải mang ý nghĩa là phe ta thì đúng hơn. Đừng nghe những gì ông Trọng nói mà hãy nhìn những gì ông Trọng làm. Ông Trọng là người thâm sâu. Có lẽ ông biết có người sẽ diễn giải từ ta mà ông nói thành phe ta, nên ông mới bồi thêm câu chống tham nhũng không có vùng cấm chăng. Đấy là cách nói chỉnh chu của ông Nguyễn Phú Trọng, nói câu trước sợ người ta suy diễn, lại bồi thêm câu sau cho chắc chắn. Tuy nhiên, sự cao cơ của ông Trọng vẫn không qua mắt được những người đang quan sát kỹ những gì ông Trọng đang làm. Chẳng phải cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ông đã nói như vậy rồi hay sao? Cho nên dù khéo léo ông Trọng vẫn khó qua mắt được người dân, bởi dân có đến hàng triệu bộ óc và hàng triệu con mắt để mà quan sát và phân tích. Tính từ năm 2016 cho đến nay, chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã được 7 năm. Đây là hành động ông Trọng tự cắt bỏ ung nhọt của đảng. Nhưng ông cắt mà vẫn nuôi vùng cấm thì sự cắt bỏ ấy cũng chỉ là cắt bỏ phần lông hay tóc ở trên cơ thể của đảng mà thôi. Bởi vì chỉ cắt lông hay cắt tóc thì lông tóc vẫn cứ mọc lại như thường. Chẳng phải cắt bỏ Nguyễn Đức Chung lại mọc ra Trung Ngọc Anh đấy hay sao? Chiến dịch tự cắt của ông Tổng không làm cho đảng sạch hơn, đó là sự thật. Nếu xét về thế và lực trên chính trường của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng nó đang lớn mạnh theo năm tháng. Ông Trọng cắt càng mạnh thì thế và lực ông càng được củng cố. Vậy nên từ ta cho câu nói chống tham nhũng khó là vì ta đánh ta được hiểu là phe ta thì không sai chút nào cả. Trò chơi chính trị là trò chơi lộng giả thành chân. Ai giỏi làm điều đó thì người đó sẽ lợi dụng được sự ủng hộ của đám đông. Trong Đảng Cộng sản, không ai lợi dụng sự cả tin của đám đông đó tốt bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Sau 7 năm, ông Trọng cắt ung nhọt cho đảng, nay thì đảng vẫn đầy ung nhọt. Tờ Thời báo.de thường xuyên phân tích về ý đồ chính trị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên sẽ bị chính quyền Đảng Cộng sản chụp mũ cho là chống phá, là xuyên tạc. Tuy nhiên, chúng tôi biết, với nhiều bạn đọc của Thời báo.de hiểu rằng cái gọi là chống phá, là xuyên tạc ấy là chính là cái phần nằm sâu bên trong bản chất của chế độ. Những kẻ làm chính trị luôn có thủ đoạn,
Có điều, làm chính trị trong một đất nước dân chủ thì thủ đoạn dễ bị phát hiện vì có sự giám sát quyền lực. Còn thủ đoạn trong chế độ độc tài cộng sản thì tha hồ mà diễn. Ai dám phanh phui thì cứ thẳng tay chụp mũ là chống phá đất nước và bắt bỏ tù thôi, đơn giản thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin 7 năm chiến dịch tự cắt của ông Tổng, nhưng đảng chỉ cắt được có lồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de